Thưa quý vị, tiếp tục lan tỏa tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, cùng đồng lòng vượt qua đại dịch COVID-19. Tuần lễ siêu thị không đồng đợt 2 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Đà Nẵng là một hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ 14 thành công tốt đẹp, hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, qua đó chia sẻ phần nào khó khăn đối với người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, đồng thời góp phần chung tay cùng chính quyền thành phố thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội. Đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc và thiết thực, nằm trong chuỗi công trình thi đua vạn phần quà san sẻ yêu thương do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động thời gian qua. Siêu thị không đồng có hơn 30 mặt hàng, bao gồm các nhu yếu phẩm, thực phẩm thiết yếu phục vụ cho cuộc sống. Mỗi lần vào siêu thị mua sắm không quá 5 người, tất cả đều phải đảm bảo thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế về an toàn phòng chống dịch. Có thể nói siêu thị không đồng là nhịp cầu nhân ái giữa thành hội và các chị em phụ nữ nghèo khó khăn, giúp họ vơi đi phần nào những lo toan trong cuộc sống hàng ngày. Nhận được cái phiếu không đồng rất ư là mừng, hỗ trợ cho những cái phụ nữ là khó khăn, cũng rất là hoan nghênh Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố quan tâm tới chị em phụ nữ khó khăn trong hoàn cảnh. Mỗi sản phẩm tại siêu thị đều có giá niêm yết rõ ràng, mỗi hộ gia đình được tặng một tấm vé nghĩa tình trị giá 300.000 đồng. Từng hộ sẽ đến siêu thị vào những ngày giờ được quy định khác nhau để đảm bảo không quá đông người tại siêu thị trong cùng một thời điểm. Ngay sau khi Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Đà Nẵng vừa kết thúc thì chúng tôi tổ chức siêu thị không đồng này. Cái nhiệm kỳ tới chúng tôi tập trung đó là thực hiện các công tác an sinh xã hội, hỗ trợ cho hội viên phụ nữ. Và cũng tại cái chương trình này thì chúng tôi cũng thực hiện nguyên tắc là đảm bảo phòng chống dịch. Chúng tôi cũng chia khung giờ để cho các chị em đến không bị tập trung đông người và cũng phải khai báo y tế để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch của thành phố hiện nay. Thời gian qua, bằng nhiều mô hình khác nhau, hỗ trợ nhiều đối tượng khác nhau với tiêu chí không một ai bị bỏ lại phía sau, chị em phụ nữ các cấp đã khẳng định được phương châm tôn chỉ ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội. Qua đó đã khẳng định được bản sắc riêng của người Đà Nẵng, phụ nữ Đà Nẵng, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang và giỏi việc nước, đảm việc nhà.